Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại thông tin hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ và cập nhật thêm những vấn đề liên quan đến những tình tiết mới và những diễn biến tiếp theo của vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Và chúng ta cũng đã biết là phiên tòa phúc thẩm cũng hôm nay thì ngày mùng 9 tháng 10 rồi, còn 4 ngày nữa là phiên tòa sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân của tỉnh Long An. Thưa quý vị và các bạn, tất cả những điều mà người dân, cộng đồng mạng, những ai yêu thương, quý mến Thiền Am, kể cả những ai ghét Thiền Am cũng đang trông chờ cái kết cục của phiên tòa này để biết rõ ràng được sự thật và vụ việc liên quan đến tất cả những vấn đề, những diễn biến đã xảy ra đối với Tịnh Thất Bồng Lai. Chúng ta cũng đã biết là bản cáo trạng vừa kết thúc và vừa tuyên án cho một phiên tòa sơ thẩm được kết thúc vào ngày 20-21 tháng 7 vừa qua. Đó là một bản án sơ thẩm liên quan đến những cáo buộc vừa kết tội cho 6 người trong Tịnh Thất Bồng Lai với tổng mức án là 23 năm 6 tháng tù. Chúng ta cũng đã thấy rằng đây là một bản án mà khiến cho cộng đồng mạng, dư luận trong và ngoài nước quan tâm, đặc biệt đến phiên xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa. Thưa quý vị và các bạn, và phiên tòa sắp tới là phiên tòa phúc thẩm được cấp tối cao của tỉnh Long An, có nghĩa là cao hơn một chút, đứng ra để xét xử, xem xét lại tất cả những cáo buộc, những liên quan đến bản cáo trạng trong phiên tòa sắp tới, và sẽ đưa ra một cái phán quyết sau cùng. Những người trong Thiền Am, nếu họ vi phạm, nếu họ sai phạm trước pháp luật về tất cả những cáo buộc là thực sự, là minh chứng cho những bằng chứng mà chứng minh được những cái hành vi sai phạm của họ, thì chắc chắn là họ sẽ chấp nhận một bản án. Những người trong Thiền Am vẫn luôn tự tin, họ vẫn hiên ngang, tự tin và vững tin để chấp nhận các hành vi sai phạm của họ, nếu họ gây ra những hành vi sai phạm của họ là xứng đáng với những bản án mà đã được phiên tòa kết, thì họ sẵn sàng chấp nhận một bản án như tòa đã tuyên. Nhưng đằng này, một bản án sau khi phiên sơ thẩm vừa kết thúc khiến cho dư luận rất là bất bình, đặt rất nhiều các nghi vấn, ngờ vực về phiên tòa này, với một bản án xét xử một cách thiếu công tâm, thiếu tính khách quan. Tham gia trong cái phiên tòa sơ thẩm vừa qua, chúng ta cũng đã chứng minh rất nhiều các cái diễn biến và những tình tiết xảy ra tại phiên tòa, khi đối chất giữa các bị hại, giữa người làm chứng, những người bị cáo, tất cả những người tham gia trong phiên tòa đều đặt những câu hỏi, những nghi vấn. Tại sao có những khúc mắc, có những vấn đề được cho là không thỏa đáng khi đối chất với bị hại, bị cáo và những người làm chứng tại phiên tòa, khiến cho người dân đặt nhiều câu hỏi. Tại sao phiên tòa khi các bị can, bị cáo nêu quan điểm đối chất với tất cả những vấn đề mà liên quan đến những cáo buộc thì bị cắt âm thanh, bị hạn chế lời nói. Bên cạnh đó, việc những người luật sư đứng ra bào chữa cho những người trong tỉnh thất cũng bị hạn chế lời nói, hạn chế tất cả những cái suy nghĩ, những bài phát biểu mà được cho là đi vào trọng tâm liên quan đến việc bảo vệ pháp lý cho những người trong Thiền Am liên quan đến bản cáo trạng dài hơn 100 trang giấy. Thưa quý vị và các bạn, và đến hôm nay thì tất cả những vấn đề, những khúc mắc đó là những câu hỏi mà chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng ta vẫn chờ mong một phiên tòa phúc thẩm do Tòa án tối cao của tỉnh Long An đưa ra xét xử vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Liệu phiên phúc thẩm sắp tới có đem lại tính công tâm, minh bạch cho phiên tòa hay không? Nhưng chúng ta vẫn chờ cái kết quả, dù sao chăng nữa, dù công tâm hay khách quan, thì Viện Kiểm soát, Tòa án tối cao của tỉnh Long An là nơi quyết định sứ mệnh của những con người ở Tịnh Thất Bồng Lai, là nơi quyết định cho một bản án trong phiên tòa sắp tới có công khai, có minh bạch, có khách quan hay không. Đó là điều mà chúng ta đang chờ, dù rằng những người yêu thương Thiền Am đang luôn hướng, đang cầu mong cho những người trong Thiền Am này vượt qua cái sứ mệnh của cái hoạn nạn này. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì trên trang của Nhị Nguyên lại có một bài viết lục lại từ tất cả những dòng trạng thái, khi đây cũng là một lời tâm sự, lời nhắn nhủ
và cũng là một bài viết lời kêu oan rất là thâm thúy của thầy Nhị Nguyên. Chúng ta thấy được những vấn đề liên quan đến các cáo buộc đối với những người trong thiền am thì chúng ta đều thấy có điều gì đó được sáng tỏ, dần dần được minh bạch và có thể là minh oan cho những người trong tỉnh thất Bồng Lai này. Và mong rằng phiên xét xử là một cách công tâm khách quan nhất để được sáng tỏ và đem lại cái điều khách quan để giải tỏa và có thể là minh oan cho tỉnh thất Bồng Lai. Họ đã chịu nhiều thiệt thòi và chịu nhiều thị phi trong suốt hơn 3 năm qua. Mong rằng phiên tòa là một minh chứng cho sự giải thoát những nỗi oan ức này đối với thiền am. Và hôm nay thì mình xin cập nhật lại một bài viết của Nhị Nguyên đã đăng tải trên dòng trạng thái trong cộng đồng mạng. Thưa quý vị và các bạn, Nhị Nguyên viết rằng: quý vị có biết chăng cái máy trước mặt Nhị Nguyên là máy gì không? Có nghĩa là trên hình là chúng ta cũng đã biết rằng Nhị Nguyên đã chia sẻ cái hình ảnh về những chiếc máy làm nhang cái thời mà cụ Lê Tùng Vân này đã nuôi dạy giáo dục và cưu mang hàng 80 con người ở trong thiền am này bằng những chiếc máy làm nhang này. Và những con người này họ cật lực lao động, họ cật lực mưu sinh từng ngày để bảo bọc, để chia sẻ tình thương yêu, để giảng dạy, để giáo dục, để nương tựa lẫn nhau, để đùm bọc san sẻ với nhau. Đó là tất cả cái điều mà chúng ta thấy được và có thể chứng minh được rằng họ không hề trục lợi từ thiền và họ không hề lợi dụng, được gọi là trẻ mồ côi để trục lợi. Họ vẫn cật lực lao động, những con người họ quằn quật tối ngày trong một cái khung khổ của cái gia đình được gọi là tu tại gia. Thưa quý vị và các bạn, đó là những chiếc máy làm nhang, nó đã nằm yên trong kho mười mấy năm rồi. Nhớ lại hồi mười mấy năm trước, thiền viện Thánh Đức của sư phụ nuôi gần 80 con người, gồm có trẻ mồ côi, những người cơ nhỡ không nhà không cửa, những người khuyết tật, những trẻ em tâm thần, những bà mẹ đang mang thai nhưng không có nơi ở và được sư phụ nuôi nấng. Quý vị biết đó, 80 con người là 80 miệng ăn thì chi phí sinh hoạt đâu có nhỏ. Thử hỏi nguồn tài chính đó ở đâu ra để nuôi hết gần 80 con người ở đây. Mà lúc đó sư phụ thì tu ẩn dật, không ai biết tới. Sư phụ cũng chẳng thể mong chờ ai giúp sư phụ được việc gì. Thế là sư phụ đã tạo ra một cái nghề cho cả thiền viện, đó là cái nghề làm nhang. Thưa quý vị và các bạn, điều này chúng ta cũng đã minh chứng được qua tất cả lời kể, lời chia sẻ và nhận định của nhiều người quen, người thân và cộng đồng mạng cũng đã biết rõ được về cái công việc của những năm về trước của những người trong thiền am. Và quan trọng nhất là cụ Lê Tùng Vân đã dẫn dạy bằng một cái nghề này để truyền đạt lại cho con cháu, bằng cái nghề để gọi là mưu sinh, nuôi sống cưu mang hàng 80 con người trong tỉnh thất Bồng Lai này. Sư phụ đã tạo ra một cái nghề cho cả thiền viện, đó là nghề làm nhang. Sư phụ đã đầu tư mua mấy chục cái máy làm nhang về rồi để làm. Rồi mấy thầy thì nghiên cứu cách trộn bột nhang với làm sao cho cây nhang nó thơm. Lúc đầu thì làm cũng vui lắm quý vị, nhưng mà làm một thời gian thì có một chuyện quan trọng mà không vui chút nào, đó là thu nhập của nghề làm nhang này không đủ để nuôi hết 80 người được quý vị ơi. Sư phụ nghỉ ngày nghỉ đêm không biết phải làm sao, rồi sư phụ quyết định đổi sang nghề khác và chuyển đổi qua nghề nuôi trồng thủy sản. Tất cả mấy thầy đã dầm mưa giải nắng bôn ba lăn lội cực khổ với nghề nuôi thủy sản gần 20 năm trời để lo hết cho cả những người trong thiền viện. Các bạn đọc qua những dòng chia sẻ, những lời mà viết ra từ tâm can của những thầy tu sĩ trong thiền am này, chúng ta cũng cảm nhận được nỗi vất vả của họ, nỗi thực tâm họ lao động bằng trí óc, bằng sức lực, bằng thể chất và bằng tinh thần của họ để nương tựa và cưu mang lẫn nhau đối với những người trong thiền am. Nhưng họ vẫn đem lòng yêu thương, sẵn sàng đứng ra bảo bọc giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, những bà mẹ mưa mang thai, những trẻ em không có nơi nương tựa, được thầy ông nội đem về để cưu mang và dạy dỗ. Thưa quý vị, có người hỏi sư phụ rằng: thầy tu mà thầy nuôi cá như vậy là thầy đã sát sanh rồi, như vậy thầy gây quả nghiệp thì sao?
Rồi sư phụ mới trả lời rằng, trên đời này có những chuyện cần phải hy sinh. Những con cá mà thầy nuôi cần phải hy sinh cho gần 80 con người được sinh sống ở đó. Đó là điều bắt buộc. Sư phụ còn nói giỡn với chúng tôi rằng, thầy giết những con cá này thì thầy mang tội, nhưng tội của thầy nhỏ xíu à, mà bù lại gần 80 mạng con người ở tại Thiền Am này được thầy cứu sống, thì cái phước lớn cỡ nào. Như vậy là thầy cũng có lời lớn rồi đó, các con cứ yên tâm. Đó là một lời chia sẻ rất thật tâm, xuất phát từ tâm nguyện của những người đi theo con đường chân tu hướng về giáo lý của Đức Phật mà làm người. Cuộc đời sư phụ từ xưa đến giờ đã nuôi trên 200 đứa trẻ mồ côi. Tất cả là một tay sư phụ cực khổ tạo dựng nên. Tự sư phụ làm, tự sư phụ nuôi, chứ không hề xin ai hay chờ đợi ai giúp cả. Đó là điều mà chúng ta cũng có thể chứng minh được. Những người trong Thiền Am này, họ không vụ lợi, họ không trục lợi, không phải vì họ nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, vụ lợi như cộng đồng mạng chúng ta đang tố cáo bây giờ. Trước đây cũng có nhiều bằng chứng, cũng có nhiều chứng minh để lại cho chúng ta rằng làng SOS khi trước cũng đã hợp tác và phối hợp nhờ những người trong tỉnh thất Bồng Lai này, gọi là Thánh Đức ngày xưa, nhờ cưu mang và nuôi dạy hàng trăm đến 200 trẻ em. Thì điều này có thể chứng minh qua cái lời tâm sự và chia sẻ và bài viết rất là mộc mạc của thầy Nhị Nguyên này, thì chúng ta cũng chứng minh được đó là điều thực tế, để chúng ta có thể thấy rõ được cái lòng bao dung, cái tấm lòng cao cả nhân hậu của cụ Lê Tùng Vân. Không phải rằng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, thiếu ăn thiếu mặc mà cụ không dang rộng vòng tay, nhưng đói no cụ vẫn gói ghém, cụ vẫn dang rộng vòng tay để cưu mang gần 200 mạng người nhận về để bảo bọc, để nuôi dạy với nhau, để tạo ra một cái thế hệ được gọi là đi theo con đường chân tu hướng về Đức Phật, hướng con người đến một sự thánh thiện cao quý nhất, trong sáng nhất. Đó là cái tư tưởng của cụ Lê Tùng Vân. Và chúng ta cũng đã chứng minh và thấy được những người trong Thiền Am hiện tại, từ những người đã trưởng thành ra đời, thì những người còn lại chúng ta đã thấy rằng họ được giáo dục, được nuôi dạy, được truyền đạt những kiến thức về Phật Pháp, được tôi luyện những giáo lý Phật Pháp. Họ đi đúng cái con đường chân tu mà họ đã chọn. Dù rằng họ được gọi là tu tại gia, họ không theo một giáo phái, không theo một cơ sở tôn giáo nào được gọi là to lớn cả, nhưng họ vẫn giữ cái tâm can của họ là hướng thiện, không tham sân si, rũ bỏ trần tục, hướng con người đến sự thánh thiện để làm người. Cũng chính như những lời cụ Vân nói rằng, tôi tu không phải là để thành Phật, mà tôi tu là để làm người. Đó là điều mà chúng ta thấy rõ được ở cái bản chất và cái đạo đức thanh cao thánh thiện của cụ Lê Tùng Vân. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ nhìn lại những cái máy này, sao mà nhớ lại đến cái thời bôn ba cực khổ quá. Sư phụ và mấy thầy đã dầm mưa giải nắng cực khổ mấy chục năm trời để lo cho cuộc đời này mà có ai hay đâu. Vậy mà nó nói tôi là sức dài vai rộng mà không chịu lao động, chỉ biết ngồi không rồi xin tiền. Trong khi đó cái vai tôi thì có chút xíu rộng đâu mà rộng. Đó là lời chia sẻ của thầy Nhị Nguyên. Bây giờ sư phụ cũng đã quá tuổi rồi, cũng đã lớn tuổi rồi. Hàng ngày, những ngày tháng chinh chiến những năm ấy nay còn đâu. Nhưng mà sư phụ cứ yên tâm đi, tất cả chúng con sẽ vẫn tiếp bước sư phụ, vẫn tiếp tục sứ mệnh để giúp đỡ cuộc đời này. Thưa quý vị và các bạn, đây là bức tâm thư, đây là những dòng trạng thái chia sẻ của vị tu sĩ mang tên là thầy Nhị Nguyên này. Chia sẻ lại tất cả những dòng trạng thái, những quá khứ và những kỷ niệm trong cuộc đời. Họ đã từng chứng kiến, họ đã từng trải qua những gian nan vất vả để tự hướng con người đến sự thanh cao thánh thiện nhất, là đi đến con đường gọi là chân tu, hướng đến những cái giáo lý của Đức Phật đã răn dạy, mà những con người này thay phiên, luân phiên nhau, luân chuyển nhau giáo dục từ những lớp đi trước, giáo dục lại cho những người đi sau. Đó là cái truyền thống mà được cho là nhớ đến Đức Phật và
tôn kính Đức Phật của những người trong thiền am. Thưa quý vị và các bạn, như vậy qua bức tâm thư cũng như lời chia sẻ là một lời nhắn nhủ để cho chúng ta thấy rõ được những người trong thiền am hoàn toàn họ không vụ lợi, họ chăm chỉ cật lực tự tạo ra cái kế sinh nhai để mưu sinh, để nuôi sống, để cưu mang, để đùm bọc, để giúp đỡ lẫn nhau. Họ không hề vụ lợi, họ vẫn lao động bằng trí óc, sức khỏe và niềm tin của họ để họ có được nghị lực trong cuộc sống. Nhưng liên quan đến tất cả những lầm xâm, những biến cố trong cuộc đời họ đã khiến cho họ đến bây giờ vướng vào vòng lao lý. Ắt đây cũng là một cái kiếp nạn, nhưng không thể vì điều đó mà họ lại chùn bước. Nhưng họ vẫn tin tưởng ở cái sứ mệnh, tin tưởng ở những gì tốt đẹp trên cuộc đời này, tin tưởng ở những cái chân lý của Phật Pháp mà họ đã từng diện kiến và từng ngày họ học hỏi, họ trau dồi, họ tôn sùng, họ nâng niu cái đức tin của họ đối với Phật Pháp như vậy. Đó là điều mà chúng ta cũng đáng khâm phục những con người trong thiền am này. Và hôm nay thì chúng ta thấy rằng phiên phúc thẩm sắp tới sẽ diễn ra để cho ra một cái kết quả, để phán xét, để biết rằng cái tính chất về mức độ vi phạm của họ đối với những bản cáo trạng được quy kết họ trong cái phiên xét xử sắp tới như thế nào. Chúng ta vẫn chờ mong điều đó. Và chúng ta, những người yêu thương quý mến thiền am, luôn cầu nguyện cho họ có một niềm tin, có một sức khỏe để họ tự tin vượt qua sứ mệnh và vượt qua cái kiếp nạn này. Thưa quý vị và các bạn, đó là tất cả những thông tin qua một bài viết thay lời muốn nói, cũng là một bức tâm thư của thầy Nhị Nguyên gửi lại và chia sẻ đến cộng đồng mạng chúng ta để thấy được thực sự về những người trong thiền am là họ không trục lợi trẻ mồ côi, họ không kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi như những cáo buộc mà các tổ chức cá nhân đã quy kết cho họ như vậy. Thưa quý vị.